Gần một tháng hoạt động lại sau khoảng thời gian dài đóng cửa để chống dịch, không khí chợ Bến Thành vẫn rất trầm lắng. Các tiểu thương cho biết mỗi ngày chỉ lác đác 1 đến 2 khách. Nhiều sạp kinh doanh tại đây đã phải dừng hoạt động, treo biển cho thuê hoặc là sang nhượng mặt bằng. Theo ghi nhận, mỗi ngày hiện chỉ còn có khoảng 10 sạp hàng mở cửa, trong đó chủ yếu là các sạp hàng bán hoa quả, hàng thiết yếu và đồ ăn uống. Những cửa hàng bán sản phẩm chủ lực tại chợ Bến Thành như quần áo, tơ lụa, nữ trang, đồ gỗ mỹ nghệ đều treo biển đóng cửa. Từ ngày 28 tháng 10, mặc dù thành phố đã cho phép phục vụ ăn uống tại chỗ, nhưng các sạp kinh doanh đồ ăn uống tại chợ vẫn không có khách đến mua hay là ngồi lại. Cũng như là nhờ khách quen người ta cần người ta mới ra mua chút đỉnh vậy thôi. Từ nhỏ tới lớn giờ chưa thấy, chạy giặt còn chưa đến nỗi như vậy. Vào thời điểm này của những năm trước, tiểu thương kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo, mứt đã bắt đầu lên đơn dự trữ hàng Tết. Tuy nhiên do dịch bệnh, dù một số đại lý nhà sản xuất hiện đã chào hàng, nhưng các tiểu thương vẫn đang e dè chưa dám đặt hàng phục vụ Tết Nhâm Dần 2022.